À, xin chào các bạn khán giả của kênh bóng đá 24h TV. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày hôm nay. Trong bản tin thể thao nóng nhất 24 giờ hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin nóng sau đây. Kia Tisak cùng Hoàng Anh Gia Lai tập buổi đầu sau 11 năm, chỉnh thước ngắm công phượng văn toàn. Chiều ngày 7 tháng 1, huấn luyện viên Kea Sak và Hoàng Anh Sa tập buổi đầu tiên tại Đại bản Doanh Hàm Rồng cũng đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 10 năm Di Cô Thái trở lại đứng lớp đội bóng phố núi. Sau trận đấu cuối cùng ở giải giao hữu ở Bình Dương, huấn luyện viên Kia Sak đã thẳng thắn hé lộ một trong những trọng tâm ở lần thứ ba dẫn dắt Hoàng Anh Sa Lai sẽ là giúp những chân sút tài năng như công phượng văn toàn dứt điểm hiệu quả hơn nữa. Khi đó ông bày tỏ, Do quỹ thời gian ngắn nên tôi tạo điều kiện cho tất cả cầu thủ ra sân xem họ chơi như thế nào để Hoàng Anh Gia Lai có sự chuẩn bị tốt nhất chứ không chú trọng kết quả. Tôi sẽ tập cho họ sút nhiều hơn nữa, trang bị thêm những kỹ năng cho các tiền đạo chất lượng như công phượng văn toàn. Họ có kỹ thuật tốt, khả năng chạy chỗ thông minh, xử lý bóng nhanh, nhưng chỉ duy nhất một kỹ năng chưa tốt đó là dứt điểm. Sau một đêm nghỉ ngơi khi bay về Gia Lai, huấn luyện viên Kia Tisak và Hoàng Anh Gia Lai đã có buổi tập chính thức đầu tiên ở đại bản doanh Hàm Rồng vào chiều ngày 7 tháng 1. Trong cái nắng Tây Nguyên những ngày cuối năm, ông đã sớm có mặt ở sân tập để bắt tay từng học trò lần lượt đi ra sân tập. Đặc biệt huấn luyện viên Kia Sắc và Công Phượng đã có những ánh mắt nhìn nhau khá đặc biệt, có thể thấy nét tinh nghịch khi Công Phượng bắt tay người thầy anh từng ngưỡng mộ khi còn là cậu bé gia nhập học viện Hoàng Anh Gia Lai năm 2007. Ở buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên Kia Sắc đã bố trí giáo án khá linh hoạt với phần làm nóng, làm 12 lần tăng tốc 20m đi và về, khiến các cầu thủ nhanh chóng ra mồ hôi. Ngoài ra, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai còn có những bài vận động vui, có và không có bóng để rèn tính gắn kết. Có thể nhận thấy các cầu thủ tiến vào trạng thái rất tốt với ông thầy mới mà cũ. Những Văn Thanh, Văn Toàn, Hồng Duy, Xuân Trường, Tuấn Anh đều hòa nhập khá nhanh với những bài tập của huấn luyện viên Kia Thí Sắc, trong khi các tân binh đều tập rất tập trung. Đây là mùa bóng rất quan trọng với cá nhân huấn luyện viên Kia Thí Sắc cũng như Hoàng Anh Gia Lai, khi Bầu Đức đặt ra chỉ tiêu lọt vào top tranh huy chương như một sự ghi nhận cho mấy đứa con của ông hàng yêu mến. Niềm tin đó vẫn được ông trao cho người con, người em trai cô Thái. Dự kiến huấn luyện viên sắc sẽ có khoảng 8 ngày để giáp các bài chiến thuật cho Hoàng Anh Gia Lai trước khi cùng đội bóng phố núi chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân thống nhất của Sài Gòn FC vào 19h15 phút ngày 17 tháng 1 trong loạt trận mở màn V-League 2021. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đánh giá cao sắc của Hoàng Anh Gia Lai. Chia sẻ tại buổi xuất quân của Hà Nội FC, huấn luyện viên trưởng của Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã dành những lời có cánh cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và huấn luyện viên Kia Sak Sắc của đội bóng phố núi. Sáng ngày 7 tháng 1, Hà Nội FC đã tổ chức lễ xuất quân cho mùa giải 2021. Theo Chủ tịch Hà Nội FC Đỗ Vinh Quang, năm 2021 cũng là thời điểm Hà Nội FC kỷ niệm 15 năm thành lập và để kỷ niệm cột mốc này, Hà Nội FC quyết tâm cải thiện thành tích tại đấu trường khu vực, đặt mục tiêu cao tại giải trong nước. Chủ tịch Hà Nội FC cho biết, một lần nữa tinh thần thi đấu sức mạnh của đội bóng thủ đô lại được thử thách với cường độ cao. Nhưng với ý chí quyết tâm của mình, ban lãnh đạo, ban huấn luyện Hà Nội FC sẽ cùng nhau vượt qua mọi thử thách để không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ đội bóng, xứng đáng là niềm tự hào của bóng đá thủ đô. Cũng chia sẻ tại buổi lễ, huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội FC Chu Đình Nghiêm đã dành những lời có cánh cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và huấn luyện viên Kia Sắc của đội bóng phố núi. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm nói: Kia Tisak là một cầu thủ giỏi, huấn luyện viên giỏi. Khi thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai là một cầu thủ giỏi. Đến khi làm huấn luyện viên ở Hoàng Anh Gia Lai không thành công, nhưng lại rất thành công ở đội tuyển Thái Lan. Kia Tisak đến là động lực, là làn gió mới cho Hoàng Anh Gia Lai và năm 2021 sẽ đổi mới nhiều trong lối chơi, phong cách của đội. Chắc chắn Hà Nội FC gặp Hoàng Anh Gia Lai sẽ khó khăn hơn bởi việc có Kia Tisak sẽ đưa ra những cá tính cho đội. Hoàng Anh Gia Lai sở hữu nhiều cầu thủ giỏi nhưng chưa thành công vì chưa kết dính. kia Tisak đến để làm tốt điều này. Trước mắt Hà Nội FC sẽ có trận đấu với Việt Theo ở Siêu Cúp Quốc gia 2020. Về nhân sự trước trận Siêu Cúp, ông Nghiêm tiết lộ, Tôi chưa biết sẽ mất bao lâu để đình trọng và duy mạnh trở lại, vì điều này còn tùy cơ địa từng người. Khi họ lấy lại phong độ, tôi sẽ sử dụng. Ông Nghiêm kết luận, với tôi, nghề huấn luyện viên luôn luôn phải chịu áp lực, đó cũng là động lực cho tôi. Với các đội khác thì đứng hạng nhì V-League là thành công, còn với Hà Nội FC, xếp thứ hai có khi cũng là thất bại. Dù vậy, tôi cũng không lấy đấy làm áp lực, bởi có nhiều cái khách quan, chủ quan xung quanh nó. Qua một mùa giải không thành công, chúng tôi luôn nhìn lại vấn đề để biết thắng vì sao, thua vì đâu, rút kinh nghiệm trận sau. Cầu thủ không được phép hài lòng. Đây là môn thể thao đối kháng, mình đứng lại, người ta sẽ vượt qua. Người ta hiểu mình nên phải nỗ lực mới giành được chiến thắng. 5 lý do để công phượng thành số 1 ở V-League 2021 nếu như Tiến Linh đã có một bệ phóng quen thuộc tại BKMX Bình Dương, Văn Toàn cũng chơi bóng quá lâu ở V-League thì Công Phượng chính là sự chờ đợi lớn nhất của huấn luyện viên Park Hang-seo tại v năm 2021 trong bối cảnh ông đang than thở vì thiếu tiền đạo. Thứ nhất, về lại ao nhà, dù là cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu nhiều nhất với những chuyến đi Nhật Bản, Hàn Quốc hay Bỉ, nhưng mỗi khi về lại với môi trường trong nước, Công Phượng hòa nhập khá nhanh. Mùa giải 2015 khi lần đầu tiên lên đá v ở tuổi 19, tiền đạo trẻ Hoàng Anh Gia Lai chỉ ghi 6 bàn thì sau khi sang Nhật Bản chơi bóng một năm, lúc trở về, Công Phượng vẫn duy trì được sự nhạy bén với 7 bàn ở mùa 2017 và 12 bàn mùa 2018. Kể cả khi mài đũng quần tại Hàn Quốc và Bỉ trong suốt những năm 2019, thì trở về đá cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở mùa giải 2020, Công Phượng vẫn là cầu thủ nội ghi nhiều bàn nhất với 6 bàn, ngang với Hoàng Vũ Sam Sơn và Đỗ Melo, những chân sút cự phách nhất lịch sử V-League. Việc Công Phượng tiếp tục ghi bàn cho Hoàng Anh Gia Lai ở mùa tới không có gì đáng lo lắng, quan trọng là bao nhiêu bàn. Thứ hai, nhân tố Kia Nếu là một huấn luyện viên nào khác thì mọi thứ chưa thể dự báo, nhưng khi Hoàng Anh Gia Lai được giao vào tay Kia điều đó cũng đồng nghĩa là cựu công thần người Thái Lan này chắc chắn nhận nhiệm vụ phải phát huy tốt nhất lứa cầu thủ U19 mà bầu Đức rất yêu quý, đặc biệt là Công Phượng. Vị trí thi đấu, phong cách chơi và cả vai trò trên sân lẫn ngoài sân của Công Phượng không khác gì Kia ngày nào tại phố núi. Sự tương đồng đó càng giúp cho Kia dễ dàng đưa Công Phượng vượt xa sự kỳ vọng. Thứ ba, hậu phương vững chắc. Với một cầu thủ, gia đình là nền tảng thành công. Công Phượng đã sớm có điều đó khi chỉ mới 25 tuổi, cho phép anh được thoải mái phát huy sự nghiệp thi đấu mà không bị phân tâm bởi các vấn đề của cuộc sống. Một hậu phương khác chính là Hoàng Anh Gia Lai, nơi có người bạn văn toàn, chưa truyền đã biết Công Phượng sẽ chạy đến vị trí nào. Những người bạn khác như Xuân Trường, Tuấn Anh hay Văn Thanh cũng đều trong trạng thái thi đấu tốt nhất để giúp cho Công Phượng thăng hoa. Thứ tư, ít áp lực. So với việc khoác áo đội tuyển quốc gia thì tại Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng dễ chơi bóng hơn khi bầu Đức công khai tuyên bố không cần vô địch. Với một quá trình thử thách vô cùng gian khó trong thời gian ở Nhật Bản hay Bỉ, khả năng chịu áp lực của Công Phượng là rất tốt. Thế nên trong một môi trường có nhiều sự thoải mái hơn thì càng giúp cho Công Phượng được chơi bóng với khả năng cao nhất. Thứ năm, tự đua với chính mình. Với sự vượt trội của các ngoại binh, những cầu thủ như Công Phượng không nhất thiết phải phấn đấu trở thành vua phá lưới mà chỉ cần chứng tỏ bản thân, đóng góp nhiều cho câu lạc bộ thì chắc chắn sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo cũng như giới chuyên môn thừa nhận. Công Phượng cũng có một thuận lợi khác, đó là không phải cạnh tranh với quá nhiều chân sút Việt Nam khác. Bóng đá Việt Nam hiện vẫn chưa có nhân tố mới nào đáng chú ý, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào Công Phượng, đó là sức ép để chính Phượng tạo ra cuộc đua với bản thân mình. Báo Thái Lan cổ động viên Việt Nam dành tình yêu lớn cho Kiatisak. Tờ CM Sport của Thái Lan cho rằng huấn luyện viên Kia Tisak đã nhận được tình yêu lớn từ những người hâm mộ Việt Nam. Không phải ai cũng được chào đón như vậy ở cấp độ câu lạc bộ. Sau khi trở về cùng toàn đội ở giải giao hữu tại Bình Dương, huấn luyện viên Kia Tisak đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người hâm mộ của Hoàng Anh Gia Lai, trong đó họ gửi gắm niềm tin mãnh liệt vào khả năng Zico Thái sẽ giúp đội bóng nâng tầm. Chứng kiến hình ảnh đó, tờ CM Sport cảm thấy vô cùng choáng ngợp, bởi lẽ không phải ai cũng được chào đón như vậy ở cấp độ câu lạc bộ của Việt Nam. Nhật báo Thể thao số 1 Thái Lan có bài viết Một tình yêu thực sự, người hâm mộ Hoàng Anh Gia Lai chào đón Zico trở về. Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh Huấn luyện viên Kiatisak và trợ lý Bundit Thiap Thông đã tới Gia Lai sau khi trở về từ Bình Dương. Họ đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ những người hâm mộ. Từ trước tới nay hiếm có huấn luyện viên nào được chào đón như vậy. Họ đã ra tận sân bay và dương cao những biểu ngữ ủng hộ Zico Thái, tạo nên bầu không khí hoàn toàn sôi động. Tờ Sport cũng thông tin thêm rằng, sau khi tới Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Kiatisak đã tới khu trưng bày của câu lạc bộ và chụp lại những bức hình thành công của toàn đội trong thời Hoàng Kim khi Kiatisak khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Trong thời gian tới, huấn luyện viên Kiatisak sẽ huấn luyện câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai chuẩn bị cho mùa giải mới. Ngày 17 tháng 11, câu lạc bộ sẽ thi đấu trận mở màn V-League với câu lạc bộ Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Bóng đá 24 giờ TV. Các bạn đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để luôn luôn được cập nhật những thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.